Đây là con đường dẫn vào thất của Hòa Thượng Viện Chủ, con đường của đạo lý chân thực và linh hồn của đạo đức Thiền Tông. Thiền thất nhỏ bé này đứng chứa đựng một tâm hồn siêu thoát, một con người mẫu mực của thiền gia. Đó là Hòa Thượng Thích Thanh Từ, một vị thầy khả kính của môn đồ thiền viện và hàng ngàn Phật tử khắp nơi. Hòa Thượng Thích Thanh Từ, người thầy khai mở đạo lý Thiền Tông sau hơn một thế kỷ vắng bóng trên đất nước Việt Nam này. Sau bao nhiêu năm, thầy tư vấn khắc khoải phải làm sao có gì mới mẻ cho tăng ni, và tăng ni là hai tiếng xoáy lòng thầy. Hoài bảo ấy phải có một con đường thoát, và hoài bảo ấy là sứ mạng, nó trở thành mệnh lệnh thúc giục thầy. Qua nhiều đêm trăn trở, cuối cùng thầy dạ từ tất cả để đi tìm cho ra lối thoát. Vào tháng 4 năm 1966, thầy ra Vũng Tàu, được Thượng tọa Thích Tịnh Viên, trụ trì Linh Sơn Cổ Từ Vũng Tàu giới thiệu một khu đất trên núi lớn. Thầy xây cất tu viện chân không, tiền thân của thiền viện thường chiếu ngày nay. Một quãng đời quá khứ hồi tưởng, chân không, chân không tiếng thân yêu ngàn đời. Biển cả triều nước dày, vầng dương rực phương đông, pháp lạc từ dạo ấy nước tuôn về muôn dòng. Từ mang hoài bão trong lòng, người làm sống dậy Thiền Tông thuở nào. Đường về chân không, hoài ngóng hoài trông, mà dường như mây đã hoa diêu không. Chầm chùng nón cao, mây trắng quanh vòng từ thiên thu như tiếng gọi thầm. Lặng lẽ rời khỏi chân không,
người con Phật đưa đấng Cha Lành xuống núi, mất hết tất cả rồi chăng? Không, chân không đã nhập chiếu, muôn đời vẫn tọa ràng thiều quang. Chân không đã về đây thành thường chiếu, là nơi cho đàn con Phật tìm về với giải thoát an vui. Và vì thầy ấy, Hòa Thượng Thích Thân Từ vẫn hiện diện nơi đây, làm nhà mô phạm cho bao người. Êm đềm ven dòng sông Hầu mênh mông là quê hương của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thanh Từ. Hòa Thượng sinh năm Giáp Tý 1924 tại quê hương ngọt ngào muôn thuở này. Thân phụ của Hòa Thượng là cụ ông Trần Văn Mạo và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Đủ, pháp danh Như Phước Đầu. Hòa Thượng là đệ tử xuất gia của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Sau chân không là thường chiếu, người thầy khả kính ấy vẫn một lòng thiết tha dẫn dắt thiền sinh và tín đồ trên đường đạo nghiệp và giáo hóa cho bao người trở về với đạo lý từ bi. Khách thịt được một bát cơm đầy mới vận thần thông đến để dâng cho mẹ. Kiền Liên thần thông đệ nhất, sao lúc đó không thổi cho nó tắt lửa đi để bà bốc cơm bà ăn cho nó? Bởi vì thành lửa ăn không được, thì lẽ ra nếu thần thông là hiệu nghiệm thì mình thổi phù cho nó tắt, phải không? Rồi đặng mẹ mình ăn cho nó, thì như vậy dùng thần thông mà cứu mẹ. Nhưng mà ngài không làm được, bởi vậy cho nên là đứng khóc. Khóc rồi ngài mới trở về bạch Phật: bạch Thế Tôn, mẹ con sanh làm kiếp ngạ quỷ đói khổ như vậy, và cúng dường rồi nhờ các ngài đó nguyện cầu nguyện phụ thì sẽ được thoát khỏi, mẹ ngươi sẽ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Thì ngài Một Kiền Liên làm đúng như vậy, và sau đó mẹ ngài cứu được không? Như vậy thì giả sử có một ông thầy nào hoặc một vị thầy bùa thầy chú nào đó biết thần thông, biết bay, rồi biết chung trong nước, trong lửa vân vân. À, vừa để vào miệng biến thành lửa là tại cái gì quý vị biết không? Ở trời cũng được, ngài muốn đi tới bao nhiêu thế giới cũng được, chỉ trong chớp mắt. Và một lần có kể trong kinh nói rằng hôm đó ngài Một Kiền Liên nữa, cái ngài Một Kiền Liên ngài chỉ cần duỗi cái chân cái nhà nó quay tròn, ở dưới tất cả đều quán hết. Như vậy thì thấy cái thần thông ngài Một Kiền Liên cỡ đó. Thế mà đến khi ngài hết duyên, ngài một hôm đó ngài đi giáo hóa, đi ngang qua cái núi thì chúng ngoại đạo ghét ngài, vì ngài giáo hóa đệ tử họ theo ngài nhiều cho nên nó mới hại ngài. Để trên núi thấy ngài đi ngang cái họ lăn đá xuống để cho nó đè ngài. Thì cái chuyện đó đối với lúc bình thường nó thành vấn đề với ngài không? Chỉ cần dùng thần thông bay tuốt thôi, nó là làm gì hại được. Nhưng mà tới bữa đó cái thần thông dùng không được, dùng đâu nó mất hết trơn, cam chịu đá nó đè chết đó. Thì quý vị mới thấy
cái thần thông mạnh hơn hay là cái nghiệp mạnh hơn? Khi cái nghiệp tới rồi, thần thông không cứu được mình. Thấy chưa? Đó. Bởi vậy cho nên rồi, thấy cái nghiệp là cái mà không thể chuyển, không thể đổi. Còn cái thần thông thì có vậy thôi. Nó là một trò chơi, chứ nó không có cứu được mình. Nhưng mà ngược lại, thế gian á, Phật tử mình á, thì thích thần thông. Phải không? Ai mà biết thần thông là hấp dẫn lắm. Phật tử mình đều đua nhau mà tìm, đua nhau mà cầu xin. Thì đó là cái hiểu của người Phật tử rất là chưa có thấu đáo. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật, đạo Phật dạy mình tu là phải chuyển đổi cái nghiệp ác thành nghiệp thiện. Đó là tu, chứ không phải tu là cầu thần thông. Như khi mà Đức Phật còn tại thế thì vua Lưu Ly làm ông vua đã quy y với Phật, nhưng mà ông có cái hạnh với dòng họ Thích thì ông mới kéo quân đánh dòng họ Thích. Khi đó Đức Phật hay tin, cái ngài mới ra ngài ngăn, ngài cản, ngài khuyên. Khuyên lần thứ nhất ông trở về, rồi cái lâu lâu cái bị người ta xúi cái ông kéo quân đánh nữa, cái Phật khuyên lần thứ hai, đến lần thứ ba cũng kéo quân đánh, rồi Phật khuyên ông trở về. Về rồi cái thời gian cái ông kéo quân đánh nữa, lần thứ tư thì Phật mới than cái nghiệp của dòng họ Thích Phật không cứu được. Rồi khi đó thì ổng kéo quân, Phật không còn khuyên nữa được, thì kéo quân qua thì ổng đánh dòng họ Thích. Ngài Mục Kiền Liên nghe vậy đau lòng quá, ngài mới dùng thần thông bay lên, rồi cái ngài hạ xuống trở thành Ca Tỳ La Vệ. Ngài cứu 500 người dòng họ Thích, ngài bỏ ở trong cái bát của ngài, ngài bay đi. Ngài chờ qua cái cuộc chiến đặng ngài để thả xuống. Nhưng mà sau khi qua cuộc chiến rồi, ngài dở nắp ra thì chỉ còn máu không, không còn người nào hết. Đó. Như vậy thì quý vị mới thấy Đức Phật khi còn tại thế, cái nghiệp của dòng họ Thích Phật cứu còn không được, phải không? Như vậy thì chúng ta bây giờ cách Phật bao nhiêu năm rồi? 2533 năm rồi, phải không? Xa quá là xa. Như vậy thì mình tạo nghiệp ác rồi chạy vô chùa cầu Phật cứu được không? Được không? À, đó. Nếu bây giờ mình tạo nghiệp ác rồi đợi tới tai nạn chạy vô chùa cầu Phật nhờ Phật cứu con, thì có thể Phật cứu được không? Quân nói chuyện cao tình của Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thanh Từ làm cho những người con Phật hiền diện vô cùng hoan hỷ, cảm ơn đức giáo hóa của vị thầy khả kính. Hôm nay có nghệ sĩ Lão Thành Vịnh Bảo và các anh chị trong ban văn nghệ sĩ Phật tử, đặc biệt là các em nghệ sĩ mù câu lạc bộ Bừng Sáng, trình bày những bài ca đạo để dâng lên người. Các em là những người mù nhưng đã tìm thấy ánh sáng, đó là ánh sáng của đạo lý và tình thương. Hôm nay các em văn nghệ sĩ mù của câu lạc bộ Bừng Sáng trong ý nghĩa tìm về ánh sáng, hòa tấu dâng lên người bản nhạc Đường Về Chân Không. Thank you.
chúng con xin trình bày bài kệ của ngài Mãn Giác Thiền Sư thời nhà Trần với bản dịch của nhà thơ Ngô Tất Tố. Xuân khử bách hoa lạc mạnh, xuân đào bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền qua, lão tùng đầu thượng lai. Mạc vì xuân tàn hoa, đình tiền tác giả nhất chi mai. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc qua mài, trên đầu già đến rồi. Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Tiếp theo là nữ nghệ sĩ Kim Lệ sẽ ngâm bài thơ Ngọ Ấy để ca ngợi thầy. Mới vào chùa hai chân còn bờ ngờ, buổi ban đầu vào chùa như mộng ước. Niềm u ẩn còn nằm trong đáy mắt, chưa theo dòng nước mắt chảy tuôn ra. Buồn hay vui ta lo lắng ít gì, cười cợt sớm để rồi âu lo sớm. Ai đã từng một lần qua ngõ ấy, khi qua rồi có thấy cảm thông nhau, rồi bao năm vẫn canh canh bên lòng. Duyên phước nào để hiện đời được sống. Nhớ mẹ ru mà con cho nhiều vẫn không đến hết. Về bậc thầy cả cuộc đời không biết mệt, cả cuộc đời vẫn chân yếu. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối,
trầm luân, nghe đau thương tiếc làm con người. Từ khi hoa xuân san gặp thầy dẫn lối, đưa con thoát cuộc sống chơi vơi, qua bên kia bên bờ đi tới, từng người sáng người ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mến an tiếng thầy chan hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên công lời công ý, ngày ngày ngất niềm vui tràn đầy. Con xin kính dâng lên thầy cùng quý vị Phật tử bài dân hoa của thầy Chánh Tín. Tình của quý vị đã dành cho chúng tôi và cũng là cái lời nhắc chung cho tất cả tăng ni và Phật tử có mặt ở đây. Qua những cái bản nhạc, câu chuyện và những cái bài hát, chúng tôi rất hoan hỷ, dù rằng có những cái bản thì nó cũng lạc điệu nhưng mà rồi cũng là tốt. Vì ở đây chúng ta trọng cái lòng thành chứ không phải trọng cái hát hay. Bây giờ quý vị đã trình bày những cái lòng thành của quý vị đối với chúng tôi cũng như đối với toàn thể, thì chúng tôi rất là hân hoan, để mong rằng tất cả quý vị biến cái lòng thành ấy trở thành cái ý chí tu hành mỗi ngày mỗi mạnh, mỗi ngày mỗi tiếng, thì cái đó là một điều hết sức hay. Chứ đừng để lòng thành đó rồi nó cứ ở đầu môi chúng ta hoài thì e rồi không giỏi. Vì vậy tôi mong rằng tất cả quý tăng ni và Phật tử, ai đã có cái lòng thành mến đạo, mến chúng tôi, thì quý vị nên biến lòng thành ấy bằng những cái sức mạnh tu hành tinh tấn, để rồi chúng ta cùng tiến đến cái chỗ giải thoát an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Người thầy khả kính ấy luôn luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho các thiền sinh của thiền viện trong vấn đề học tập. Người kỳ vọng thế hệ trẻ này sẽ là những bông hoa ngã thương đào vị của Phật giáo ngày mai. Lớp học nghiêm túc nhưng rất hào hứng. Trong những hỏi đáp của thiền sinh và thiền sư, những khúc mắc trong kinh tạng sẽ được giải bày ở những giờ phút học tập này. Mà chúng ta đang thấy là một thiền sinh đang nhập thất theo chu kỳ của thiền viện thường chiếu. Rồi từ đó đã sản sinh ra những con người tiêu biểu là các vị thầy đệ tử khóa 1 của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Và có đây gì khó khăn thầy hơn không là biết được cái buồn lỗi chúng ta vào và phá cái nào và nuôi dưỡng cái nào. Ví dụ như phá vọng tưởng, vượt qua tỉnh giác dưỡng cái đó mà gọi là chúng ta sẽ giải thoát được. Muốn được vậy thì chúng ta phải nhờ một sự kiến thức có kinh nghiệm hướng dẫn. Muốn được vậy chúng ta phải nhờ một sự kiến thức rất qua lực để chúng ta nỗ lực rất qua lực như thế nào. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ngồi trong một cơ thể của chúng ta khi gặp đau, gặp nhức, gặp tê mà chúng ta không có đủ sức để vượt qua được. Và đây là thầy Nhật Quang, một trong những vị thầy lãnh chúng của thiền viện thường chiếu ngày nay. Đây là thất của thầy Phước Khảo, thầy đứng nhập thất trong chu kỳ 3 năm. Phát sáng, cho anh tâm ý. Thì khi chúng ta ở trong một cái tình trạng tâm không có loạn tưởng, không có động niệm, thầy Phước Tú, chứ không phải của thiền viện thường chiếu quán chiếu công việc của thiền viện và dạy các thiền sinh. Đây là cái điều nên chỉ có mình Phật hay là Bồ Tát mới có được cái trí bát nhã bồ đề, chứ không phải là chỉ có anh em Phật mà thôi. Nhưng vì chúng ta chỉ duyên theo cái tâm mê, chẳng khéo tự ngộ, hay là chỉ chạy theo những cái duyên nó khiến cho tâm chúng ta mê mà không có khéo ngộ ra được cái điều đó. Thì Ngài chia ra có ba tông về giáo để phối hợp lại cái pháp tu theo cái đường hướng hội quy của Ngài. Thì ba tông thiền của Ngài chủ trương, tông thứ nhất là tông dứt vọng tu tâm, tông thứ hai là tông dứt bằng không chỗ nương. Đây là lớp học của thầy Nhật Quang. Đó là ba tông thiền theo như quan điểm của Ngài Tông Mật. Thầy Tỷ Trơn, vì giáo thọ của thiền viện thường chiếu là không à, không có. Nhưng mà cái không với chữ vô này và chữ bắt này, chữ bắt một cách có nghĩa là phủ định một cách rõ ràng. Còn cái chữ vô này á, chỉ giảng rằng vô di là không làm, nhưng mà ở đây không có nghĩa là tuyệt đối không làm. Thiền viện thường chiếu như thường lệ mỗi ngày, các thiền sinh quét dọn, xách nước, lao động, tự túc giặt đồ dùng của mình. Họ ý thức rằng mỗi một công việc đều là thiền,
hay nói đúng hơn thể hiện nếp sống của thiền gia. Họ làm và tâm niệm việc làm của mình để dứt trừ phiền não trong tâm, như quét sạch lá trên đường, như tẩy vết nhơ trên áo, dạng nên mà ý nghĩa tiếp theo. Dùng cơm, những bữa cơm đạm bạc nhưng họ rất an tâm, vì ngoài thức ăn nuôi sống thân thể, họ còn thức ăn tinh thần vô cùng quý giá. Đó là đạo lý của thiền gia. Kể cả những thiền sinh đứng tập sự của thiền viện Thường Chiếu luôn luôn ở trong công việc hàng ngày, họ vẫn không nề hà khó nhọc. Và đây hình ảnh chúng ta thấy là bữa cơm sáng của thiền viện Thường Chiếu. Sau bữa cơm, họ tự động nhận lấy trách nhiệm của mình được phân công trên bảng thường ngày một cách vui vẻ, không nề hà khó nhọc. Và khi tiếng tù và rút lên, họ chuẩn bị ra đồng lao động. Cho thiền là tiêu cực, là chỉ biết quay lưng vào quách, không sống thực tế với cuộc đời đang cần sức đóng góp nhiều thêm. Xin thưa, điều đó hoàn toàn không đúng. Người ta không thể vỗ ngực cho mình là kẻ tích cực xây dựng xã hội khi trong lòng còn đầy ích kỷ, tham lam, thù hận. Thiền giúp cho con người gạn lọc tâm ý mình, cởi bỏ lớp vỏ vị kỷ nhỏ bé, để từ đấy họ sẽ hy sinh tất cả cho mọi người, không mưu cầu gì cho mình cả. Khi đã nắm được ý chỉ thiền, người thiền sinh biết tỉnh giác tu hành trong lao động, không sợ khó, không sợ khổ, và họ là người tích cực
hơn ai hết. Một ngày không làm là một ngày không ăn, dám châu ra đồng vừa làm vừa chăn. Theo chân người xưa hoán gì gian khó, sống chết ta không màng miệng đường là tâm. Sống chết ta không màng miệng đường là tâm. Một ngày không làm là một ngày không ăn, có đâu chi hồi mới là tiền tăng. Châu đen rồi đây sẽ là châu trắng, trắng đi đi kịp người mới thật là tăng. Trắng đi đi kịp người mới thật là tăng. Một ngày không làm là một ngày không ăn, rắn châu ra đồng vừa làm vừa chăn. Theo chân người xưa quán gì gian khó, sống chết ta không màng tiền đường là tăng. Sống chết ta không màng tiền đường là tăng. Một ngày không làm là một ngày không ăn, có đâu chi ngồi mới là tiền tăng. Châu đen rồi đây sẽ là châu trắng, chẳng đi đi kịp người mới thân đã tăng. Ngày không làm mà một ngày không ăn, rắn châu ra đồng vừa làm vừa chăn. Theo chân người xưa quán gì gian khó, sống chết ta không màng tiền đường mà. Thang nó đang đu quá. Thế mà không á. Đứng đó đi con. Lúa này chừng nào mới bắt đầu có đồng đồng đây ông chi sự? Bây giờ hiện giờ nó đang có đồng đồng đất nè. Vậy kia này có lá thấp phải không? Dạ nhưng không có đổi lắm, do sự chăm sóc tận tâm của mình thì cũng có thể cứu vãn được tốt, không nên đổi. Nay tôi đã làm sao mà đúng chỉ tiêu tôi đã định nha. Dạ. Để thiếu chỉ tiêu là hôm nay thiếu gạo ăn à. Dạ. Ráng cần mẫn một chút nữa làm cho có gạo ăn, chứ để thiếu thì chư tăng mình cũng khó giải quyết. Năm nay thì bộ mình thu được chuyện nhiều. À, toàn bộ nồi đây thì khoảng 150 vàng. Như vậy thì phải làm mấy vụ mới đủ ăn. Dạ, phải làm 2 vụ. Mà đủ chưa? Dạ, cũng còn kém chút đỉnh. Như vậy thì nói chung là sáng nha. Dạ. Bộ tốt thêm ruộng suối nữa thì cũng cá. Nhưng mà mình ăn năm bao nhiêu dạ mà chú biết không? Dạ, một năm ăn 400 dạ. Dạ, mình làm được bao nhiêu? Dạ, làm trên 300 dạ. Vậy cái hộp đó đau buồn chưa? Dạ, hộp đó thầy phụ. Vậy có anh Kim? Nhiều người rồi. Bây giờ đã tới cái giờ giải lao rồi thì chúng ta cùng nhau giải lao trong giây phút và sau cái buổi giải lao này để cho nó yêu đời một tí thì chúng ta xin giới thiệu Hòa Thượng Áp Dầu. Hòa Thượng Áp Dầu sẽ vì chúng ta trình diễn một màn văn nghệ độc đáo của do Hòa Thượng đã nhiều năm tương trao và hôm nay đã thực hiện cái bản nhạc này giữa đồng nội của chúng ta. Đây, xin giới thiệu Hòa Thượng Áp Dầu. Kính thưa quý sư huynh trong hương tàng đạo vậy. Kính mến quý Phật tử chuẩn bị tu hành. Bữa nay chúng ta sinh hoạt giữa trời xanh. Đây không khí gió lành thổi mát. Mũi họp mặt đây rồi người ca kẻ hát. Riêng lòng tôi vẫn khao các vị ân sư. Ngày tuổi già đầu bạc quá 60, nhưng trong vẻ đẹp oai nghi hùng dũng. Trước thời cuộc đổi thay ngài không bao giờ lúng túng, vẫn tham thiền an ổn tự nhiên, từ bi gương mặt dịu hiền, tư duy quán sát làm thiên độ đời. Thầy dạy thiên lý chú tinh tấn đừng ở vui chơi, nhớ ngày nào tôi còn ở nơi chân không thiền viện, tôi cố gắng tạo cho quý chú phải tham thiền cho huệ trí phát sanh. Xưa kia ở núi Thiết Đầu Gành cũng có dũng sĩ chặt tay dân cho sơ tổ. Ngày hôm nay tôi tin tưởng rằng cũng có nhiều thiền sinh mạnh hơn mạnh hổ, dám cuốc cài tu bổ chùa chiền,
Ôi bây giờ là giờ phút thiêng liêng, tôi đâu có dám làm phiền sư quý vị. Cách tiếng hát để tỏ lòng thân thiết, gọi là đóng góp phần văn nghệ hôm nay. Sau giờ đây tác giả xin kính cẩn trình bày bản cổ nhạc lấy tên Đạo Tiếu. Tại pháp đốn ngộ con đường dạy thoát, bởi chấp tà nên khó độ tha. Do mình tham mấy quay nhà, bát nhã chiêu sáng được tòa pháp thân. Quý thầy ơi, năm nay là năm mẫu gì đây quý thầy? À phải rồi, cách nay 14 năm về trước, giáp dần đầu năm 74, vị ân sư chúng tôi tiên đọc chánh pháp nhãn tàng Như Lai vừa chốn đồng. Hơn 30 thiền sinh chúng tôi nghe hòa quyết tử công lời. Vị ân sư nó cảm động ngậm ngùi nó lại ngày nữa. Tôi mong cho quý chú 3 năm sau sẽ đạt được niềm tin chân thật. Nhưng thế rồi 90 năm nay sao tôi phải quá phạt là rầy. Lúc xin giới thiệu với các huynh đệ, đây là bản nhạc Chăn Câu 2 sẽ do chuyên viên ruộng của Thường Chiếu trình diễn. Đây, chuyên viên ruộng của chúng ta. Đồng tân sân vất châu đi, chiều đến đất châu về. Lúc tôi vẫn chưa yên, mài châu lại mực mây. Thế nhân này một ngày anh là một ngày. Bây giờ để tiếp tục tục chương trình, xin giới thiệu em bé vừa có tiền viện bài một cái điệu nhạc bầu, nhạc cổ điển của dân tộc Việt Nam. Đây em bé bừng. Này, trước khi giúp vui quý thầy, con xin giới thiệu nhạc khúc Đờn Bầu. Mà trước khi Đờn Bầu được khải, xin nói sơ qua lịch sử của Đờn Bầu và người đã sáng tác ra Đờn Bầu. Trước khi hòa khúc nhạc Đờn Bầu, bắt đầu nói về lịch sử của Đờn Bầu. Đờn Bầu là do bác Tám, là người ở ngoài hải đảo, bác đã mài chuốt được cây Đờn Bầu do sự nỗ công của bác. Bác làm được cây Đờn Bầu, nhiều đêm thao thức của bác, bác hải lên khúc gọi là nhạc lòng để mà bác tặng cho quê hương. Bây giờ chúng ta thưởng thức được qua sơ Đờn Bầu, rồi bắt đầu chúng ta sẽ vào nhịp điệu và hòa khúc bản Đờn Bầu. Chúng ta nghe cái âm điệu Đờn Bầu, nó đã ăn sâu vào của tư tưởng Việt Nam. Là âm điệu của Đờn Bầu trải qua biết bao nhiêu thời đại vẫn thanh thoát trầm bổng, làm cho những người giàu lòng yêu âm nhạc, những trái tim ấy đã nhồi lên tạm thú theo âm điệu thăng trầm của Đờn Bầu. Rồi họ trở về, những bước đi thong thả nhưng chắc chắn, như niềm tin của chính họ trong một ngày giải thoát sau những phấn đấu tu thân, như vườn nho của thiền viện Thường Chiếu đứng đơm hoa kết trái. Đường là tâm, không biết ta không hoàn thiện. Đường là tâm, một ngày không làm là một ngày không ăn, có đâu gì ngồi
con có một điều muốn hỏi thầy. Thường thường á, nho trồng ở xứ lạnh như Pháp chẳng hạn, thế tại sao mà chúng ta là một xứ nóng mà quý thầy để trồng bằng phương pháp nào mà cho kết quả rất nhiều, trái to lớn như vậy, thầy cho chúng con biết. Thì thực thì tôi thì không biết rằng là coi như là ở cái vùng Pháp thì nó khí hậu như thế nào, nhưng mà thực tế thì ở tại Phan Rang lúc trước làm á, thì cái vùng đó được coi như là khí hậu nóng bức nhất ở Việt Nam. Mà ở đó lại thích hợp rồi nha. Mà cái vùng đó lại ít mưa nhất ở Việt Nam. Và những cái mùa mưa thì lại nó gây nhiều cái thứ bệnh rất khó trị. Và mùa nắng thì nó lại ít bệnh. Nó lại... Cho nên khi mà về đây á, tôi thấy cái vùng này nó mưa hơi nhiều. Thì tôi cũng có ngại. Không biết rằng là trồng được hay không. Thì cái vùng này coi như là mưa coi như là một năm như vậy là 7-8 tháng. Mà ở Việt Nam thì một năm mưa có khoảng chừng 2 tháng thôi. Đó, 2-3 tháng gì đó. Đó vì ở Phan Rang á, mưa 2-3 tháng thôi. À, khi mà về đây làm thì bởi vậy tôi mới thử như cái vùng đây. Chỉ thử thì tôi thấy rằng nó cũng vẫn có kết quả thôi. Có một điều là mình phải cải tạo lại điều kiện thổ dưỡng này. Rồi mình theo khí hậu mà mình chuyển. Càng khí hậu mưa nhiều quá thì mình phải cần chăm sóc kỹ hơn. Nó như vậy thôi. Chúng tôi ở đây thường những công việc là căn bản là bảo quản, chăm sóc, và nhất là không có để cho cỏ nó mọc trong cái mảnh đất bằng phẳng này, cũng như là không để cho trâu bò nó vào vườn phát phát. Thầy công việc nhiều như thế thì có mình thầy phụ trách hay còn có ai nữa thầy? Thưa chúng tôi còn có hai huynh đệ là chính, chịu trách nhiệm chính, tôi và thầy Phong Hiển. Cảm ơn thầy. Bạch thầy, chúng con xin hỏi thầy là trong thiền viện này á, bác sĩ cũng có, kỹ sư cũng có, kiến trúc sư cũng có. Với cái tuổi trẻ và tài năng như vậy, thì tại sao quý thầy không dùng cái kiến thức của mình để phục vụ trong cái đời sống hàng ngày cho cái sự tiến hóa văn minh của chúng ta, mà trái lại quý thầy lại vào nơi chốn hẻo lánh, thôn dã, thì như vậy có ích lợi gì? Thật ra thì những việc mà phát minh sáng tạo cũng tốt. Tuy nhiên, nếu con người mà họ chưa gạn lọc hết những tham lam thù hận ích kỷ của mình, thì khoa học là công cụ đi gieo rắc tai họa. Còn một người mà đã gạn lọc được những tham lam thù hận của mình, họ mới thật sự là một người ích lợi cho xã hội trên nhiều phương diện. Hơn nữa, một người mà họ đã tẩy sạch tâm ý mình được rồi, họ sẽ tự tìm thấy một cái hạnh phúc thanh tịnh sẵn có nơi tự tâm, mà không có lệ thuộc vào bất cứ điều kiện nào bên ngoài. Mọi người thì thấy dường như chúng tôi là những kẻ chôn mình, nhưng sự thật chính chúng tôi mới là những kẻ vươn mình vào một cuộc sống an lạc mới. Chỗ đen rồi đây sẽ là chỗ
Mô Phật bạch thầy, rau cải ở đây thầy trồng có đủ dụng hay không hay phải mua thêm? Dạ, ở đây chúng tôi trồng thì chỉ cung cấp được khoảng 70%. Dạ, còn 30% phải nhu cầu bên ngoài. Từ đây lìa xa não phiền đời qua rộn ràng. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhà bếp của thiền viện Thường Chiếu do quý thầy thay phiên nhau đảm trách. Ở đây chúng ta không nghe tiếng bà thường tù gắt gọng với chúng tăng, chỉ có quý thầy trong ban tri khổ đang đổ mồ hôi nhễ nhại vì sức nóng của lửa và củi. Thường xuyên ban trí khổ có 5 thầy, một thầy trí khổ trưởng lo việc tìm ra nguồn thực phẩm, quản lý kho đùm, 2 thầy trì nhật trực tiếp chắt gọt nấu nướng, 2 thầy hành đường lo việc sắp mâm bưng giòn. Công việc nhà bếp khá vất vả, các thầy trì nhật phải có mặt ở nhà bếp từ 3 giờ rưỡi sáng và loay hoay đến khi mặt trời lặn buổi chiều, có hôm lệ phải làm việc suốt cả đêm. Kèn vừa rồi thiền đạt kết quả, đó là cánh hoa nở cho đời. Phải chăng vườn hoa của thiền viện Thường Chiếu biểu thị sự ý nghĩa đó, nên bao cảnh hoa thắm mà không hề khoe sắc như thiền sinh đạt lý sắc không nhưng vẫn khiêm cung. Họ sống trong đồng nhưng không loạn, trong tình nhưng không trầm, đó là hoa thiền đạo vị. Thành thật mà xin thưa với cái đồng hữu rằng vấn đề ở đây á, về mùa nắng á, thì gió nhiều cho nên những cơn bão cát á, nó thường nổi lên, do đó chùa chiền chúng tôi quét hoài nó không sạch. Nhưng đó chúng tôi trồng kiển đây nó có nhiều cái lý do, là điểm thứ nhất á, là giúp cho chùa có được cái cảnh để trang nghiêm nơi tam bảo, và đồng thời á, cũng chặn bớt được những vấn đề thứ nhất là cát mùa nắng. Bao dung nhau, yêu thương đó thôi.
Do có một số mọi người tự nhận về công tác cho biết. Thì ở đây họ xây những ngôi tháp này là những vị tăng ở tại thiền viện. Các vị cũng nhiệt tình ở trong cái lao động cho nên tự tập luyện rồi lần hồi trở thành xây nhà xây tháp cho chính mình ở. Và những ngôi tháp này là những ngôi tháp để các thầy thay phiên nhau nhập tháp một vị một tháng để chuyên tu. Họ là do các chư tăng làm hết. Trong những công việc hàng ngày va chạm thực tế cuộc sống, dĩ nhiên thiền sinh không thể không sai phạm một lỗi lầm gì đó. Vì vậy cứ mỗi nửa tháng, thiền sinh thiền viện thường chiếu vân tập làm lễ thiện nguyện. Danh từ thiện nguyện nghĩa là Bồ Tát như các từ viện khác vẫn thường dùng. Một vị đọc nội quy rồi từng mỗi vị lên phát lộ sám hối. Nếu tự thấy có lỗi hoặc sẽ được người khác trị lỗi, cuối cùng hòa thượng viện chủ sẽ nhắc nhở và kết thúc. Vị tự kiểm điểm lại mình, nếu xét thấy có lỗi thì ra chúng phát lộ sám hối, bằng không tự thấy có lỗi thì ngồi tại chỗ yêu cầu chúng vì mình chỉ lỗi cho để sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tri sự đọc lại bản nội quy. Nội quy một, lời mở đầu. Sống chung trong thiền viện, thiền sinh tự nguyện đồng lao cộng khổ với nhau, hầu bảo đảm lý tưởng giác ngộ giải thoát của chính mình. Quyết thực hiện kỳ được lý tưởng ấy, thiền sinh triệt để tuân hành đúng nội quy của thiền viện. Hai phần chánh. A tuân hành lục hòa. Để thành một đoàn thể tăng đúng với ý nghĩa tăng, thiền sinh trong thiền viện phải tuân hành lục hòa. Một, thân hòa đồng trụ. Về phần thân, ăn mặc, ngủ nghỉ và công tác, tất cả thiền sinh đều hòa đồng nhau. Hai, khẩu hòa vô tránh. Về phần miệng, luận bàn nói chuyện, thiền sinh phải dùng lời hòa nhã, không lớn tiếng cãi lời. Ba, ý hòa đồng duyệt. Đối đãi nhau, thiền sinh phải tâm ý vui hòa, không cố chấp phiền hận. Bốn, giới hòa đồng tu. Tất cả thiền sinh trong thiền viện đều giữ 10 giới làm căn bản và sống đúng nội quy. Năm, kiến hòa đồng giải. Sống chung nhau, thiền sinh có những hiểu biết đều giải bài cùng nhau, đồng hiểu, đồng cảm thông, không nên có thành kiến riêng tư. Sáu, lợi hòa đồng quân. Tất cả tài sản quyền lợi trong thiền viện là của chung, của những thiền sinh hiện có mặt, cần phải chia đồng đều nhau, không ai có quyền nhận giữ riêng. Giờ con biết những cái lỗi đó để con phát lò sám hối, sửa lại những cái sai lầm của mình. Thì thông là thông tự thấy được cái lỗi, yêu cầu và chúng thấy thông lạc có lỗi gì, quan hỷ chỉ dùm để sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Chúng không thấy lỗi gì, thông qua tiếp thôi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, con tỳ kheo Nhật Quang, con tự xét trong một tháng qua, đối với bản thanh quy con không có vi phạm nào, nhưng ngoài ra còn có những lỗi lầm nào mà con phạm con không thấy. Yêu cầu kính mong trên thầy và toàn thể đại chúng thương xót vì con, chỉ bảo những cái lỗi lầm đó để con sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhật Quang, trong tháng qua tự kiểm không thấy được lỗi, yêu cầu trong chúng nếu thấy Nhật Quang có lỗi gì, quan hỷ chỉ dùm để sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Chúng không thấy lỗi gì, thông qua tiếp.
có những thầy từ nơi khác đến, dù họ là thượng tọa đại đức nhưng những chức vụ quan trọng, thứ hai nữa, họ vẫn thực lòng bày tỏ trước đại chúng những lỗi lầm mà họ đã sai phạm. Nhưng trong mùa tranh giải vô địch bóng đá Âu Châu, con đã có theo dõi tin tức của báo chí và đài phát thanh, nhận thấy đó là một điều sai trái đối với ba thả an cư, đồng thời cũng là một điều không may, không tốt cho con trong thời gian nhập hà để phóng tâm theo ngoại cảnh. Bây giờ trước đại chúng và thầy, con xin đầu thành sám hối. Ngoài ra còn có những lỗi lầm nào khác mà con không được thấy, con xin thầy và đại chúng vì thương con chỉ dùng để con sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thương ký trong tháng qua tự kiểm thấy có hai lỗi như vừa kể. Ngoài hai lỗi đó ra, chúng còn thấy thương ký có lỗi nào khác quan trị gì dùng để sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh? Chúng không thấy lỗi nào khác nữa, thương ký nên để Phật chứng minh cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được trên thầy và đại chúng từ bi hoan hỷ cho con được sám hối, con xin thành tâm đặt lễ sám hối. Tiếp theo đó. Tha của huynh đệ nhắc chỉ cho biết lỗi mà sửa, đó là tự giác. Quên đi nhà huynh đệ nhắc cho, đó là giác tha. Thì ở đây chúng ta với tinh thần tự nguyện tự giác, cho nên mỗi người quyết chí thực hiện cho được cái ý nghĩa tu hành, sớm được giác ngộ và giải thoát. Vì vậy mà mỗi khi ai có lỗi lầm liền tự giác để sám hối, nguyện chừa cải, thì đó là cái tinh thần cao. Nếu lỡ quên đi, được huynh đệ nhắc chỉ, mình biết ơn người đã chỉ lỗi giùm mình. Nhờ vậy mà sự tiến tu của mình được càng ngày càng thanh tịnh, càng ngày càng giải thoát, thì đó là cũng cái tinh thần quý báu. Tôi chỉ mong rằng tất cả chúng ở đây, chúng ta là tăng, đa số là tỳ kheo, thì mỗi vị phải ý thức rõ ràng rằng mình tu lấy lục hòa làm cái căn bản, mà nếu thiếu lục hòa thì cái sự tu hành của mình không xứng đáng là một đoàn thể tăng nữa. Bởi vì tăng là hòa thuận, là hòa hợp, vì vậy cho nên lục hòa là cái gốc. Mà nói tới lục hòa thì cái hình thức bên phần ngoài, ví dụ về thân thì có thể quý vị ít phạm, về khẩu có thể quý vị cũng ít phạm, nhưng mà về ý thì tôi nghĩ rằng trong chúng ít ai tránh khỏi. Vì vậy mà tôi nhắc tất cả huynh đệ ở cùng chung một thiền viện thì coi như chúng ta là con một cha, là anh em ruột rà ở trong nhà. Hơn nữa, cái lý tưởng cao thượng nhất của chúng ta là làm sao tự mình được giác ngộ giải thoát và làm giác ngộ giải thoát cho mọi người. Thì như vậy cái lý tưởng cao cả đó nó không cho phép chúng ta làm những điều sai quấy, nghĩ những việc xấu dở của người khác, mà luôn luôn phải hòa thuận, thương yêu, nhắc nhở với nhau, làm sao cho mỗi người một ngày mình ở thiền viện là một ngày tốt đẹp, là một ngày vui tươi để tự mình tiến tu và cũng làm mẫu mực cho những bạn bè, cho huynh đệ, cho hàng Phật tử. Dễ mong rằng tất cả trong chúng về cái ý hòa đồng diệt đó, thì quý vị ráng tập làm sao mà ở trong chúng của mình, ngày nào còn có mặt ở đây thì huynh đệ thấy nhau chỉ trong một niềm hân hoan vui vẻ, chứ không nên buồn, không nên giận. Có điều gì không hiểu, không biết thì đem giải bài với nhau để cùng cảm thông. Như vậy thì cái tinh thần tu hành
nó mới có thể tiến đến chỗ an vui giải thoát được. Chứ nếu người này còn buồn người kia còn giận người nọ, ôm ấp trong lòng, thì đó là cái phiền não, là cái chướng duyên, ngồi thiền hay là lúc tu nó trở ngại nhiều. Do đó mà tôi mong rằng với tinh thần lục hòa, toàn chúng cố gắng thực hiện cho kỳ được, nhất là cái ý hòa đồng diệt đó, mọi người phải hòa thuận nhau, vui vẻ nhau, không có ôm, không có chứa trong lòng một sự phiền hận, cái gì giải bài hết, cái gì đều hỷ xả hết, để tâm hồn đều được trong sạch, thì như vậy mới xứng đáng là một vị tỳ kheo, là một người có trách nhiệm tiến tu và dìu dắt những người Phật tử sau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng, kính bạch chư thượng tọa, đại đức tăng, từ muôn kiếp chi mê, chúng con không biết đâu là lẽ thật để có thể sống một đời sống bình an và đạo đức. Đến khi gặp được Phật pháp, chúng con kính tin Phật, nhưng vẫn chưa thấy trách nhiệm của mình. Rồi từ nơi lời dạy của Hòa Thượng và Quý Thầy, chúng con hiểu rằng nếu chúng con đã gây tội lỗi thì chúng con phải tác phước. Nếu chúng con đã sống sai lầm thì bây giờ chúng con phải sống chân chính. Nếu chúng con đã si mê thì tự chúng con phải giác ngộ, chuyển phiền não thành bồ đề. Không một thần linh nào làm thay cho chúng con những việc này. Chúng con đặt niềm tin ở Phật pháp, nhưng đặt trách nhiệm nơi mỗi bản thân chúng con. Hôm nay chúng con thiết lễ trai tăng, dâng lên 10 phương chư Phật và hiện tiền đại đức chúng tăng, để bày tỏ lòng cung kính của chúng con đối với Hòa Thượng và Quý Thầy. Khi mà chúng con đã tìm thấy nơi đây lẽ phải của ánh sáng, chúng con đã cảm nhận nơi đây là mái ấm của tình thương và đạo lý chân thực. Một khi Phật tử quy y, thầy là cha mẹ, chùa kia là nhà, đó là tất cả tấm lòng của chúng con, những người con của Đức Từ Phụ. Với lễ trai tăng này, chúng con không cầu mong một kết quả gì cho chúng con, mà chỉ nguyện cho chư tăng có điều kiện tu học, tam bảo sẽ mãi mãi trường tồn, để chúng sinh còn có bến bờ nương tựa giữa biển khơi sóng gió, có ánh sáng giữa đêm đen, có đường về trong rừng vắng. Và xin nguyện công đức này thuộc về tất cả chúng sanh khắp pháp giới. Ngưỡng mong Hòa Thượng cùng chư thượng tọa đại đức từ bi nạp thọ cho chúng con được ân liêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau lời tác bạch của đạo hữu Minh Hải, Hòa Thượng Viện Chủ đã ban những lời pháp nhu đối với Phật tử chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tất cả Phật tử câu hỏi về đây thiết lễ trai viên cúng dường chư tăng, thay mặt cho toàn thể chư tăng ở thiền viện thường chiếu, chúng tôi rất là hân hoan nhìn thấy cái lòng tin chân thành của người Phật tử, biết đi đúng như lời Đức Phật đã dạy từ ngàn xưa. Người xuất gia thì cố có bổn phận để hoằn pháp lợi sinh, người tại gia thì có phương tiện ủng hộ để cho chư tăng làm tròn cái nhiệm vụ
hoằng hóa chánh pháp. Thì hôm nay tất cả quý Phật tử với cái lòng thành kính dâng cúng dường chư tăng, từ những cái trai viên sẽ tới Phật dụng để phòng những khi cần thiết, thì chúng tôi nghĩ rằng với cái lòng thanh tịnh đó thì tất cả chúng tăng chúng tôi có bổn phận phải làm sao đem hết cái khả năng mình, cái nghị lực của mình để duy trì chánh pháp, bảo tồn chánh pháp mỗi ngày mới được vững vàng hơn, và đem ánh sáng của Phật pháp soi rọi cho chúng sinh được bớt cái phần mê lầm tâm tối. Đó là cái trọng trách mà quý Phật tử đã đem tâm thành gửi gắm và giúp đỡ cho chư tăng làm cái bổn phận ấy. Thì tất cả chúng tăng chúng tôi nguyện cố gắng làm tròn bổn phận của mình để khỏi phụ lòng tín nhiệm của quý Phật tử. Và chúng tôi cũng mong rằng với cái lòng thành của chúng tôi làm bổn phận của mình, và tất cả quý Phật tử cũng với cái tâm thanh tịnh này, quý vị cố gắng trở về tự tu và trở về dẹp tan những phiền não đã tích lũy lâu đời, để chúng ta cùng là người bạn, kẻ đi trước, người đi sau, để trở về con đường giải thoát, và cũng là tạo điều kiện để giúp đỡ cho tất cả người chung quanh chúng ta mỗi ngày, mỗi sáng, mỗi ngày, mỗi hướng về với chánh pháp. Đó là nguyện vọng của chúng tôi. Để thì mong rằng tất cả chư tăng và tất cả quý Phật tử chúng ta đều vâng theo lời Phật dạy, cố gắng duy trì chánh pháp, lợi ích quần sanh. Nguyện công đức này ước hồi hướng tất cả chúng sinh đều phát Bồ Đề Tâm, đều thành chánh giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử theo nghi thức sám hối của thiền viện. Yeah.
chùa, các Phật tử, thầy Thích Quốc Tú, một trong những vị đệ tử lớn của Hòa Thượng Viện Chủ thuyết pháp để các Phật tử nắm rõ được yếu chỉ của thiền tông. Một là Phật bảo, hai là Pháp bảo, ba là Tăng bảo. Ba ngôi quý báu này đã có mặt ở trên cõi đời này trước đây hơn 2530 năm. Dạo ấy Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Ngài đã thành đạo dưới cội Bồ Đề sau những ngày tháng quân tu. Để rồi sau đó Đức Phật trở nên một bậc đại giác. Và rồi Đức Phật thực sự trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Và khi mà Đức Phật thuyết pháp ở nơi vườn Lộc Uyển để độ năm anh em Kiều Trần Như, là những người mà trước đó cùng theo Đức Phật hành đạo, nhưng rồi sau đó mỗi người mỗi hướng chia tay nhau, để rồi mình Đức Phật ra đi tự tìm lấy đạo riêng của mình. Và rồi Đức Phật trở nên một người đắc đạo. Trong khi đó năm anh em Kiều Trần Như kia hãy còn đang trên đà tìm đạo và chưa thấy tâm dạng đạo màu ra sao hết. Đức Phật Ngài đã thực sự thành đạo, và Ngài nhớ lại cái lời nguyện trước của đôi bên: ai là người tìm ra đạo màu thì sẽ nói để cho người khác được hưởng lợi ích. Thì Đức Phật Ngài đã giữ cái lời nguyện đó, và Ngài trở về vườn Lộc Uyển để nói pháp độ năm anh em Kiều Trần Như. Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thú Từ ân quy y cho cả Phật tử. Biến pháp giới quá hiện vị lai, thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Đệ tử chúng con tên là kể từ vô thủy cho đến ngày nay, lỡ tạo những điều tội lỗi, ngày hôm nay thành tâm sám hối, thề tránh các điều dữ, nguyện làm các việc lành, cúi xin tam bảo từ bi gia hộ, phi là trở về, chữ y là nương tựa, trở về nương tựa với Đức Phật gọi là quy y Phật bảo, trở về nương tựa với giáo pháp của Phật gọi là quy y pháp bảo, trở về nương tựa với chúng tăng gọi là quy y tăng bảo. Tại sao phải trở về? Bởi vì từ trước đến giờ quý Phật tử tuy có cái tâm lành nhưng chưa quyết định nương tựa vào tôn giáo nào để làm cái chỗ tu hành. Ngày nay quý Phật tử quyết tâm
hướng về Tam Bảo, nương Tam Bảo làm chỗ tiến tu, kể từ ngày này cho đến trọn đời. Như vậy cho nên quý Phật tử phát tâm quy y, mà phát tâm quy y ấy tức là đã định được cái cuộc đời của mình. Tờ đệ tử chúng con tên là xin suốt đời quy y Phật, xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tăng. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, xin suốt đời quy y Phật, xin suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tăng. Chị nói đã là đệ tử Phật mà không chịu nghe, không chịu hiểu thì đó cũng là cái sai sót lớn của mình đó. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lời vàng ôi cao quý. Đêm nay cầu xin đức từ bi thăm con thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phải mơ. Hôm nay là đêm thứ một tháng rưỡi của mùa an cư, tức là chúng ta đã phân nửa mùa an cư rồi, cho nên tổ chức một buổi tiệc đà mà theo thông thường ở trong nhà thiền gọi là phổ đà. Chữ phổ là khắp, là tất cả, tức là mời tất cả cùng uống trà. Trong khi mời tất cả cùng uống trà đó, không phải chỉ vì trà, mà có mặt tất cả để chúng ta nhắc nhau trên con đường tu, và để có ai phát minh cái gì hay, cái gì mới để trình ra cho đại chúng. Vì vậy nên hôm nay là đêm phổ trà để nặng về chư tăng chư ni, là những người đã tu trong một tháng rưỡi rồi, có những ưu những khuyết hoặc có những cái gì cần nhắc nhở thì tôi sẽ nhắc nhở quý vị. Đáng đây là dành riêng cho những cái người ở trong thiền viện, nhưng vì có Phật tử cùng tới đông cho nên cùng dự, thì đây cũng là một cái kiểm điểm sơ qua, chứ không có thể nào mà đi sâu theo cái lối mà lâu nay ở trong thiền viện được. Vì vậy hôm nay cái đêm phổ trà này đầu tiên là mời tất cả chư tăng và quý vị có mặt cùng uống một tách trà đạo vị trong nửa mùa an cư. Trời ơi, như kẹo cái bánh thì ăn lấy thảo. Tâm đã đặt chân ở xứ Việt Nam mình, hay nước Việt Nam mình, và khi
được phát triển. Trong khi phát triển đó, có những cái vị mà chúng ta tưởng chừng không bao giờ tu được, mà họ lại tu hay hơn chúng ta. Vì vậy mà tôi sẽ kể lại những câu chuyện của những vị thiền sư mà chúng tôi gọi là thiền sư đa đoan, mà tu rất là hay. Đó. Như vậy thì khi kể đó, nó sẽ có cái ảnh hưởng lớn lao đối với cái đường lối tu thiền tại cái thiền viện của chúng ta. Như tôi đã từng nói với Chư Tăng, Chư Ni và Phật tử rằng thiền tông đã có mặt ở trên đất nước Việt Nam từ thời lập quốc và trước thời lập quốc nữa. Đến giờ đã hơn 1000 năm, nhưng mà gần đây gần như là người ta quên bạc. Thì như vậy, để chứng tỏ rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta từ xưa đến giờ đã có cái gốc là thiền, mà cái gốc thiền đó phát xuất từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà gần đây chúng ta lại sao nhãng, quên đi cái gốc đó, rồi trở lại coi như tu thiền là một cái gì không có thích hợp, làm cái gì không có đúng với chánh pháp. Đó là một cái điều hết sức đáng buồn. Bởi vậy cho nên chúng tôi mới đề ra cái đường lối tu thiền gọi là gây dựng lại thiền tông Việt Nam. Mà khi gây dựng lại đó không phải mới bài, mà gốc từ đời Lý, đời Trần. Từ cái gốc đó mà chúng ta quên đi, cho nên bây giờ chúng tôi mới gọi là phục hồi lại những cái cũ mà chúng ta đã quên. Những cái cũ đó nó quá hay, quá đẹp, mà bây giờ chúng ta lại xem thường. Do đó mà chúng tôi mới cố gắng để mở mang thiền tâm. Cái mở mang thiền tâm này với mục đích làm sao cho nó thích hợp. Một là đối với cái thời đại của chúng ta. Hai là để cho chúng ta thấy được cái nguồn gốc của Đạo Phật. Người tu Phật không bao giờ quên gốc. Đó là cái chủ đích cho chúng tôi nhắm. Vì vậy mà tôi xin nhắc lại hai vị cư sĩ ở đời nhà Trần. Hai vị cư sĩ đó tức là vua Trần Thánh Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ. Vua Trần Thánh Tông là một ông vua lo cho nước, lo cho dân, mà vẫn là người thâm nhập được cái lý thiền một cách đáng kể, hay là nói theo chúng ta bây giờ gọi là ngộ đạo. Còn Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng là một ông quan sống trong vòng thê thiếp, mà ngài đã thấy được đạo, giảng đạo cho một số người tăng nghe và học tu. Thì sau này khi chết, ngài cũng tỏ ra một người được đắc đạo. Đó là những cái điểm mà chúng tôi thấy cần phải kể cho quý Phật tử nghe, cũng như nhắc nhở cho tăng ni chúng ta hiểu, để mà thấy rằng một người cư sĩ ở trong một cái địa vị hết sức là bận rộn, hết sức là phức tạp mà tu còn được. Huống nữa là chúng ta ở trong một cái vị trí rất là tiện nghi, đầy đủ phương tiện và yên ổn. Mọi việc có người lớn lo hết, mình chỉ còn có lao động chút ít rồi tu, mà tu không được nữa thì lẽ ra phải sao? Quý vị có thể kết luận dùng câu đó không tôi coi? Lẽ ra ăn đòn mới phải không? Đó. Thì khi đó ông đưa giấy cho các vị thiền đích, các ngài cũng làm kệ, nhưng có ngài thì không làm kệ được. Mà qua cái dịch của ông
kiến giải để trông thấy cái trình độ tu cao thấp. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ liền viết thế này: kiến giải trình kiến giải, tợ niết một tác quái. Ấy, thấy những cái quái gỡ. Trước hết thì tôi dẫn cái thai của một vài nhà dịch cho người khác để họ dùng cái hiểu biết mà phê phán. Thì với con mắt của Tuệ Trung Thượng Sĩ thì Ngài thấy cũng như là mình lấy cái thai là nó trong lại, thì những quả đốm còn thấy hay không? À, những quả đốm liền tan bất kết. Thì như vậy tức là có những cái lăng xăng rối rắm không thật nữa. Thì ở đây trước kia quả đốm là thiệt, không bị quả đốm chi phối thì sao? Kính bạch Hòa Thượng Viện Trụ, con là một trong những người thực hiện bộ phim Thiền Viện Thường Chiếu. Bởi vì tất cả tấm lòng thành kính của chúng con, trước hết đối với Đức Phật và sau nữa đối với Hòa Thượng và Chư Tăng ở đây. Do đó hôm nay có một đạo hữu làm bài thơ ý đến giữa đêm phụ trà tại Thiền Viện Thường Chiếu. Con xin được ngâm bài thơ này dâng lên Hòa Thượng. Qua lời Ngài Thích Thanh Từ, đốm hoa khi chùi mắt là giả thôi. Lòng mình bỗng thấy bồi hồi, tẻ ra hư ảnh cuộc đời là đây. Bao nhiêu quả báo đầy tay, vỗ tung một cái bỗng bay sạch sành. Lấy gì để làm chứng minh cái không là có đã dần dần kia? Có chăng thì đó chỉ là tạm cầm chưa chắc đã ra bọt bèo. Phổ ta vì ít hương nhiều, ánh đèn ánh đuốc càng nêu ý thiền. Không thuyết pháp, không thuyết tình, bao nhiêu hương ý vận thành lời kinh. Trăm năm giấc mộng chẳng lành, một đêm thiền viện mà thành nhập tâm. Trừ đây ảnh mắt xóa tan ảnh hình, ảnh lòng thay thế bình minh. Cuộc đời còn lại nguyện dành đường tu. Ngày xưa con mơ trong đời yêu tôi trầm luôn, nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân tan gặp thầy dâng lối, đưa con thoáng cuộc sống chơi vơi. Qua bên kia bên mơ đi tới, núi hương sáng ngời. Tình thương nghe bao la đời thầy ấm áp. Trong vô biên không lời không ý, nghe ngây ngất niềm vui tràn mơ. Thầy ơi, con xin hứa khăn khó không lùi, theo
theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm chân phán sẽ vượt khóm tư. Phật tử họ về nơi đây dâng lên cúng dường dù một bữa cơm đạm bạc, nhưng đã nói lên tình Phật tử đối với quý ni cô thiền viện Linh Chiếu. Phật tử từ đồng để thay mặt cho các Phật tử hiện diện hôm nay dâng lên lời tạc bạch chân thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ni, hôm nay Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tách bạch. Này Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức ni, hôm nay trong mùa an cư Phật tử Sài Gòn và Biên Hòa, chúng con đầy đủ phước lành câu hội về đây thành tâm thiết lễ trai tăng, dâng lên cúng dường chư tôn đức ni. Chúng con cầu nguyện Tam Bảo thường còn để soi sáng dìu dắt chúng sanh, và chúng sanh từ bến mê lên bờ giác. Đồng thời nguyện hồi hướng công đức này cho thân quyến chúng con vạn sự an khang, bồ đề tâm tăng trưởng, ngưỡng mong chư tôn đức ni từ bi chứng minh và nạp thọ cho chúng con. Phật tử chúng con được ân chiên công đức. Qua lời tạc bạch, sư cô trụ trì thiền viện Linh Chiếu đã đáp lại những lời khuyên Phật tử. Sư cô nói: Phước huệ song tu, bồ đề tâm tăng trưởng, và nguyện cho những thân quyến quá cố của quý Phật tử được sớm giảng sanh về cõi an lạc. Nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Vì xin thỉnh toàn thể đại chúng niệm Phật chứng minh. Thank you.
con đường cát trắng dẫn vào linh chiếu ẩn mình giữa vườn tràm và vườn mít, rồng dần theo năm tháng, rồng dần theo những dấu chân qua từng đóa sen hồng lung linh vươn lên từ đất bùn như cung kính cúng dường đức từ phụ, an ngự với nụ cười vô ưu trong điện Phật. Hai dải thiền đường vắt đất đơn sơ nhưng dung chứa biết bao ân đức gầy dựng giáo dưỡng của thầy, cùng với niềm tin và tình thương đó trong sự sống, trùng hợp với tâm lực của mọi thiền sinh bé bỏng nơi đây. Linh chiếu nào phải đâu chỉ có ánh chiều vàng óng ả bên vườn dừa xanh và nắng ngả lên mình màu lúa mồng xuân thì. Còn kia nữa, mùi thơm cay, những nhánh tiêu màu huyền và thấp thoáng đâu đây những bóng hình, những ánh nhìn thân quen qua từng phiến lá hãy còn non. Bao tiếng cười khúc khích gọi nhau, vẫy tay nhau, lẩn quất giữa vườn đào, vườn nhạn, qua vườn mạng cầu, vườn nho, trao cho nhau từng hạt đầu hạt bí với những niềm vui. Được hình bóng thầy ngạ từng trên sóng nắng khi hoàng hôn đón chân người đến bên cầu sông chiếu. Lúng lên chiếc áo vàng trên mặt nước thường lên, người hiền thân đó với chiếc gầy trúc mà vút cả tông phong. Này lợi danh chức quyền cao sang,
công nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu, anh nhìn nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này tùy chung, này tình yêu, chót lưỡi đầu môi. Cũng thế mà tôi sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng hay đen. Nào người sáng giàu, đừng vì tham tiền mà nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ, cát bụi là ta, mai này trong quang. Cô đó đến than với tôi là cổ mới bị dịch bụi và chuyện nhà cửa bê bối ra sao đó khổ quá. Thì nếu như vậy là thiền sư thật sự đó, thì tôi sẽ ngồi tôi nghe cổ kể chuyện bà vợ bé của ông chồng cổ ra sao, bà mẹ chồng ra sao, cô anh chồng ra sao, những người làm khổ cổ ra sao đó, tôi sẽ ngồi tôi nghe hết. Sắc là giới thiệu cả một đống người mà tôi không thấy ai có mình cổ thôi. Như vậy thì cổ và những nhân vật đó là một hay là hai, phải không nè? Thì như vậy thì gián tiếp tôi sẽ chỉ rõ rằng những nhân vật đó mà cổ đem đến đây, cổ vừa kể vừa khóc sụt sịt đó là nhân vật ảo tưởng do một sự kiện. Thì cái đó gọi là đúng. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Sao mà như vậy thì cái khổ ở đây mình giải quyết là ngay hiện tại, không ai là khổ mình hết. Mà cái khổ đó là do chúng ta tưởng tượng kéo quá khứ. Anh ngồi và bị những hình ảnh nó chi phối, cái này thuộc về phần khu. Chúng ta ngồi là chúng ta mơ có những đấng thiêng liêng nào đó giúp cho chúng ta một cái phép lạ để giải quyết cái khổ này. Cái đó chúng ta thuộc về ngoại đạo, gọi là phần giác, nghĩa là giác từ trước
đáng nè, khi nào quên thì khổ mà khi nào nhớ hết khổ thì cái giác đó rồi. Đáng nè, cho nên tổ Bát Nhã Đa La khi có người hỏi ngài sao tôi không có thấy ngài thầy tụng kinh, ông nói tầm bậy, tôi thở ra không thấy thất trần mà có thiệt, hít vô không thấy tứ đại là có thiệt, tôi tu tụng kinh trong tình hơi thở. Đáng nè, còn mình giả sử tụng kinh mà đem bem tụng hoài mà vừa tụng vừa khóc vừa tụng vừa
cho sánh vợ vợ chồng. Thấy cô trẻ tuổi ngang ngang với chúng thì việc điều hành chúng gặp khó khăn trở ngại. Dạ không, ví dụ lớn thì chúng còn làm eo cho nhỏ thì chúng cũng chuyên tình á. Nhỏ tuổi đó là của báo của hệ chiếu, nghĩa là cô có thể ngồi thiền từ ngày này qua đến ngày khác, bỏ ăn và bỏ ngủ rất rất là nghĩa là nếu mà tính theo giờ đó thì dạ, bao nhiêu tiếng đồng hồ? Dạ suốt đêm. Dạ 8 tới 10 tiếng. Dạ. Này cô. Thấy cái phía Bắc, Nam, bên đây Đông, bên đây Tây, thì tất cả các hình ảnh mà khi trên bản đồ mình coi đó, thì nó quy định theo cái hướng mà quý vị thấy trên bảng đây. Còn nói về cái biểu hiện thì người ta chia ra xuống, nó mình tưởng tượng nó biểu hiện như là một cái đường kinh tuyến, thì trong đó người ta quy định đường kinh tuyến đổi ngày đó, cái đường kinh tuyến này là đường kinh tuyến góc độ với lại vĩ độ như thế nào, thì bắt đầu từ đây, Thái Bình Dương, Thái Bình Dương, thì mỗi một cái độ là những đường tròn song song với kích đạo gọi là cái dạy là bắc này nè, thì mình kêu là cái gì, bắc á là vĩ tuyến bắc, và từ từ kích đạo đi xuống tới cái cực nam là vĩ tuyến nam, rõ chưa? Con chỉ xin xăm hả? Dạ. Xin xăm ta làm trên đi, xin xăm ta ăn á. Dạ, 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 vậy người ta làm mà để cây mèo đi vào cuộc chơi. Cái thách bên kia là cái thách của anh. Dạ, thưa thầy, thầy định chủ, mỗi khi thầy về đó, là thầy nghỉ đó. Dạ. Bờ thầy cô nấy lòng, mang chơi rừng mùa đông. Mùa thank you.
thành đôi mắt em, đôi mắt tôi nhà thân trong tình thương bao la. Cổ chiều ơi, hôm nay được ấm lên là chính nhờ thầy ra cho đó. Thôi từ đây luôn gắng lo tu để sau này nên đáng được vương ơn. Cổ chiều ơi, ơi đây ơi mến yêu, cổ chiều ơi, ơi đàn văn thơ âu, nay về đây chưa sống bên nhau để sau này tiếp bước theo người đi. Thầy kính yêu, chúng con luôn ước mơ được làm sao cha hòa với chúng sống, cho tình thương cho lấy thơ muôn nơi với bên thầy thương mến và đầy tình yêu. Ôi non nước dần dần mây êm êm ngồi chùa và dần dần đôi mắt, đôi mắt em, đôi mắt tôi nhà dần trong tình thương bao la. Cổ chiều ơi, hôm nay được ấm em là chính nhờ thầy là cha đó. Thôi từ đây luôn gắng lo tu để sau này nên đáng được vương ơn. Ôi non nước xanh xanh mây êm êm hồi chùa và xanh xanh đôi mắt, đôi mắt em, đôi mắt tôi nhà xanh trong tình thương bao la. Buổi chiều ơi, hôm nay giờ vắng đêm là chính giờ thầy là cha đó. Tôi từ đây luôn gắng lo tu để sau này đến đáng được vương ơn. Tôi từ đây luôn gắng lo tu để sau này đến đáng được vương ơn. Tổ ơi, nắng chiều hôm nay đẹp mắt bóng thầy, sáng tỏ khắp muôn nơi. Hãy như ánh trăng lên với muôn người, thắm lên trong lòng luôn nguồn sống đang rơi. Nhiều mấy mươi năm thầy đã đi tìm, bao gian khó mới có phương chi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con là nhắm cái hạt nơi con người, cái hạt đó con người, hạt đó con người tức là từ từ kiếp kia một đứa hà nhi, phải không? Hà nhi là kiếp lên nó chuyển dành tới đứa bé kiếp bò, rồi đứa bé biết đi, rồi đứa thiếu niên, rồi đứa tráng niên, rồi dần dần tới ông già. Thì như vậy các hình dáng trạng thái chuyển biến luôn luôn, phải không? Ở hàng thì như vậy hàng đó cũng thuộc về năm quẩn. Như vậy thì căn cứ trên thân năm quẩn này thì nó từ phát họ ở hàng thức không có một cái nào là cái chính trụ hết, mà cũng không có cái nào là khác biệt hết. Đó là xét trên thân năm quẩn. Ở đó là tam hành, ở đây gọi là tam hành. Thì trong cái hành nghiệp đó nó có nghiệp thiện, nghiệp ác, như vậy rồi nó có tăng giảm, thì cái hành nghiệp đó cũng không thiện. Cái hành vô minh thiên hành, vô minh là chỉ cái chỗ mê lầm, từ mê lầm cho nên nó có cái hành động hay là có sự chiếu diễn động, nó lôi kéo, nó thúc đẩy thích vi thọ tăng, phải không? Đó là thiện, thì làm sao có thể đặt ta như được thôi. Nhưng mà trong kinh nói chư hành vô thường đó, cái hành làm dòng chuyển biến đổi dời, mà cái gì chuyển biến đổi dời cái đó thiện được không? Như vậy thì thân này có chuyển biến không? Mà có chuyển biến thì thiện được không? Được không? Thiện không thiện? Mà bây giờ mình chịu nó không thiện không? Nếu mới mua cái đồng hồ mới đem về mà nói đồng hồ không thiện, chịu không? Mà tưởng nó là an trụ, không có thành mà tưởng nó là thành. Như vậy thì chúng ta biết cái gì không thiện mà nghĩ nó là thiện, thì cái nghĩ đó gọi là cái nghĩ gì? Tại sao gọi là điên đảo? Bởi vì thường thường người ta hay nói đảo ngược là ví dụ mình đứng chỉ trên phía dưới mà nghĩ nó thiệt, có phải là đảo ngược không? Như vậy thì quý vị có phải là người điên đảo không? Phải không? Vậy mà nói chuyện ai nó cô điên đảo má thì chẳng không? Chẳng đúng đúng liền, phải không? Như vậy thì tất cả thế gian này từ con người tới ngoại cảnh làm dòng chuyển biến, mà chuyển biến là không thành, không có cái hành. Thì theo quy trình của ngài Lượng Chủ, đó là các hành đó là hư dấu, đó là hư dấu thì chấp trước chỗ nào? Các phần một là tập pháp, hai là tinh tấn, ba là hỷ, bốn là kinh an, năm là niệm, sáu là định, bảy là xả tâm. Ở trong cái tháp bồ đề phần này, đây là cái bước thứ nhất, trạch pháp, tức là chọn lựa cái pháp, pháp này nó phải phù hợp, cái pháp nó không đúng đắn, nó không có chính xác từ ban đầu, thì sau đó nó mới là những cái bước đi chính xác, nó có thể hướng về Sài Gòn được. Còn nếu mà chúng ta có nhiều pháp, có vô lượng pháp môn, theo hành nguyện pháp vương, theo gương tròn sáng soi mình.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch chư thiền tòa Đại Đức Tăng Ni thuộc các thiền viện Thường Chiếu, Linh Chiếu, Viên Chiếu, Huệ Chiếu, Phổ Chiếu và cho các Phật tử thiền viện. Kính bạch Hòa Thượng cùng chư thiền tòa Đại Đức Tăng Ni, trong thời gian qua toàn thể chúng con được Hòa Thượng đã tùy hỷ cho chúng con thực hiện cuốn phim tài liệu của thiền viện Thường Chiếu. Cuốn phim thực hiện trong thời gian mà quý thầy và quý cô đang ăn cư nhập hàng, vì thế chúng con đã gây rất nhiều cái sự ồn ào, mất thanh tịnh trong thời gian quý thầy quý cô tịnh tâm. Vì vậy hôm nay tuy rằng cũng phim chúng con thực hiện chưa được hoàn toàn như ý muốn, nhưng trước hết là cũng nhờ trên Hòa Thượng hoan hỷ, và kể đến là quý thượng tòa Đại Đức Tăng Ni thuộc các thiền viện đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ dạy cho chúng con thực hiện trọn vẹn cuốn phim về thiền viện Thường Chiếu này. Hôm nay trước sự có mặt của Hòa Thượng cùng chức thượng tòa Đại Đức Tăng Ni, chúng con thành tâm sám hối. Hòa Thượng Viện Chủ Thích Thanh Từ và chư tăng thiền viện Thường Chiếu cùng đông đảo tín đồ đang xem lại những đoạn phim vừa mới thực hiện. Ủ công phu đến hôm nay tâm trí vẫn mờ lu, đêm vọng tưởng con hát bài thiền thư. Hey! Lạnh tới Đức Sơn Triệu Châu đâu phải là người thô bạo, nhưng chẳng qua muốn sáng tạo các duyên cho hành giả học đạo tham thiền. Hoàng ba thương con nên được tôn xưng từ máu mẹ hiền, đánh hết là vàng nhưng mà chớp mắt đây là lời nó tất cả khai thấy của thiền tông. Ngài Hy Thiên có nói Việt Nam, 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 Việt Nam,